Ê, con này 48 tuổi, hôm qua tôi quay phim đang mua số tặng từ trời số á, tôi công đức rồi hướng cho gia đình cô làm ăn phát đạt. Ê, con nhiêu tuổi? Con 48 tuổi rồi chú. À, cảm ơn nha. Bán thạp khô á bạn ơi, thạp khô 6 núm nè. À, quay chậm chậm, 6 núm á bạn ơi, thạp khô á. Anh ra quán cà phê ăn nữa bạn, à, anh cà phê ăn á, đâu có con muốn gửi lời thăm vợ anh nè. Chúng mình bán đất à, con quảng cáo gì con? Dạ con bán cáo cà phê. Đây, cà phê rồi bạn ơi, rồi xong. Dạ. Chơi bán cái cực khổ với bạn ơi, quay chung á. Thì bán rau các bạn ơi, cực khổ. Ở chợ thực phẩm Mỏ Cày Nam á bạn ơi, năm 2004 á, giờ tôi quay đi vô vô nhà khác mới nè. Đông rồi gặp ai đồ kia đồ đi. Ở quán cà phê ở đây bán đủ thứ không được. Ở chợ cá mới Mỏ Cày Nam á bạn ơi, nhiều quá không quay phim được. Đó xong Mỏ Cày Nam á bạn ơi, thẳng đi cầu Định Thủy.